Dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe quý cô chú anh chị theo dõi kênh là TK Bonsai. Thì hôm nay kênh có trở lại nhà vườn của Kiều Trang quý cô chú anh chị để giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một clip mới ha. Thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình thời gian qua ủng hộ nhà vườn ha. Hôm nay tiếp tục lên lô cây mới quý cô chú anh chị mình đón xem. Rồi chào anh Tèo. Rồi em chào kênh Lời Tay Ca Bonsai, chào tất cả cô chú anh chị xem qua kênh ha. Hôm nay nhà vườn Kiều Trang có về một số cây để giao lưu cùng quý cô chú và anh chị. Cái thứ nhất là một cây Seri hàng đẹp giá ok. Cái thứ hai là mình có một cây trắng Ngọc Trinh ha. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị. Thì cái địa chỉ của em là ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Số điện thoại của em 077 288 6767. Mọi chi tiết mà anh chị chưa được rõ thì cứ kết nối qua Zalo với em. Em gửi chi tiết thêm cho cô chú anh chị. Rồi, em mời cô chú anh chị vô một cây. Đầu tiên là em đặt cây mã số chữ F ha. Cây này là cây F1 ha anh chị. Cây này cây sắc pháo nha. Cây này em đem về hõm gài tầm cỡ khoảng chừng hơn một tuần rồi anh chị. Thành thử ra là nó xịt tược ha. Nói chung cái dòng mà sắc pháo như vậy á, nó mạnh lắm. Đó. Cây này là cây F1. Anh chị em cắt cũng có chị hao hết rồi. Để cho anh chị về thích thì chơi vậy, còn không thích thì anh chị cắt lại ha. Rồi, cái chiều cao nó như vậy nè anh chị, là 1,5 m. Cái cành hồi nó lại đây như vậy là nó được là 80. Hoành thân bây giờ em đo hai vị trí đi cho anh chị hình dung nha. Vị trí thứ nhất là 58. Vị trí thứ hai là 35. Vị trí thứ ba là 41. Cây này em bao cây đẹp ha, cây này không có bọng bể gì hết nha cô chú anh chị. Đó. Này hàng đẹp nha anh chị. Đó. Này bonsai giỏi, bonsai cũng bonsai bự luôn á. Rồi cây mã số F1, cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 2.800.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Bữa nay mình có form gác cổng luôn anh chị ơi. Rồi anh em nào mà chơi gác cổng thì mình có một cặp ha, y gan như vậy luôn. Còn anh chị mà mua một cây thì mình cũng giao lưu bình thường ha. Cây này cũng là sắc pháo, hàng mới về nha anh chị. Hàng đẹp. Rồi Vĩnh Yên. Đẹp lắm anh chị ơi. À, chiều cao cây này nó được là 2,7 m nha, em có đo hạo rồi chuẩn. Cây em bao cây đặc nha, không bọng không bể gì hết. Rồi, hoành thân vị trí này em đo tiếp ở trên này là 43, đo cắn dưới này nó lên tới 50 đặng, nhưng mà mình không đo dưới được ha anh chị, mình đo đây đi. Đó, một phân hai phân thì không tới đâu ha. Rồi xem một vòng cho anh chị xem cái gốc ha. Gốc em bao cây đẹp nha. Cây không có bọng bể gì hết. Đó, hàng đẹp luôn anh chị ơi. Rồi cây mã số F2, cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 4.500.000, 4,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc cho anh chị. Rồi tiếp theo là cây mã số F3. Cây này cũng sắc pháo nha cô chú anh chị. Hàng đẹp nha, cây này đặt quẹo luôn. Cây này thì không có bọng bể gì hết. Đó, hàng đẹp nha anh chị. Đó. Rồi Vĩnh Yên. Cây này anh em mà về chơi cái form bay bay gì đẹp ha. Rồi, cái chiều cao của nó như vậy là được 1,30 m. Cây đặc nha anh chị. Cây nó có bọng bể lũa thì em sẽ báo. Hoành thân là 37. Hàng đẹp. Xây một vòng. Này sắc pháo một màu nha anh chị. Rồi cây mã số F3. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 1.300.000. Em bao ship toàn quốc hàng 1,3 triệu. Rồi cây F4, anh chị nào chơi quái lụm này nha.
Này cũng là sắc pháo một màu luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Quái cực kỳ quái luôn nha. Chơi gác cổng cũng được luôn. Anh em về dựa cho nó sát vô cái cột rào thì nó giật cái tược nữa, nó đi lên thì về chơi gác cổng là quá ok. Đó, cây này thì đẹp. Nó có một cái đường sam đá. Chút xíu nữa em báo cho cô chú anh chị luôn. Rồi Vĩnh Yên đo cái chiều cao đi. Cây này chiều cao nó tầm khoảng là 2 mét nha anh chị. Dây mình thước gửi là tới đây. Chiều cao 2 mét là mình đo cái đường chim bay á, đường thẳng á, chứ nếu mà cái độ cong nó cao lắm. Rồi hoành thân em đo ở đây là 38. Em đo cắn dưới này một chút thì nó lên tới 49 ha, nhưng mà thôi không đo đó được. Đó cây ha, đẹp bệ đế hết hồn luôn. Nhưng mà nó rất tiếc là ở đây nó có đường sam đá thì em cũng xử lý cho anh chị rồi. Đây. Đó, chỉ có cái lỗi nhẹ thôi ha, chứ không có gì nữa hết. Đó, gọi dài lên bên trên cho anh chị xem luôn nè. Đó, đẹp bên trên không có gì hết nha cô chú anh chị. Liền hết ha. Liền hết không có gì, cái đó là ok. Đó, bên trên là không có lỗi nha anh chị, chỉ có cái lỗi đường sam đá dưới đó thôi. Rồi cây mã số F4, cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 2.800.000, 2.800.000 là em bao ship toàn quốc nha. Anh em mình cứ ở tại nhà là có người mang cây tới nhà cho cô chú anh chị. F5. Hey, xinh xinh ha. À, anh chị mà ở nhà phố, sân thượng, ban công thì chơi mấy này được ha. Cũng là sát pháo nha anh chị, hàng đặc, hàng đẹp nha. Nhỏ nhưng có vỏ. Đó. Rồi anh em chơi gọn gọn thì anh chị nên lấy mấy này ha. Rồi chiều cao em nói là được 1 mét nha anh chị. Hoành thân vị trí này nó được là 30 ha. 30. Ở đây nó có cái đường như vậy nè, nhưng mà không có ảnh hưởng gì nha. Có sao em báo vậy, nó sam đá cứng ngắc à. Đó, hai bên nó kéo hiếp lại cứng ngắc luôn. Sắc pháo một màu nha anh chị. F5 xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là F6. F6 này hổng gài em về nó chắc cũng cỡ khoảng 1 tuần rồi nè. Cái dòng sát pháo nó mạnh lắm anh chị ơi. Cực kỳ mạnh luôn. Đó. Cái này em cắt cái gì cho anh chị về chơi phong dù ha. Cây này không có cái lỗi nào hết nha anh chị. Rồi nhìn em. Cây này cũng gọi là cây lớn rồi đó anh chị ơi. Chiều cao nó được 1m35. Cây này không lỗi nha, cây đặc. Hoành thân nó được như vậy là 53. Đó, rồi xây một vòng luôn. Cây này em bao cây đẹp nha anh chị. Sạch cây liền lạc. Rồi cây mã số F5, sát pháo một màu. Em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 2 triệu 9. Em bao ship toàn quốc cho anh chị ha, 2 triệu 900. Về vào đó đi. À, vô dịnh cái mỏ này nè. Rồi F7. Cây F7 này đẹp anh chị. Cây F7 này giống với cây F3 nãy nè. Một cặp ha. Em giao lưu ở trước cửa ngõ nhà người ta đó. Qua một vòng luôn. Cây này cũng là sát pháo một màu nghe cô chú anh chị. Rồi dịnh im gì luôn. Đứng lên rồi. Cây này em giao lưu ở trước cửa nhỏ nhà người ta gác cổng một cặp. Rồi giờ em báo cái đường thẳng đi ha. À, cái đường thẳng là chiều cao của mình là nó tầm khoảng 2m7. Dây mình thước gửi như vậy đó. Là mình đo đường thẳng luôn. Còn cái độ cong này thì nó lắc quái ha. Cây này em bao cho anh chị là cây đẹp nha. Không bọng, không bể, không lũa nha. Rồi ở đây em đo, ở đây em đo tiếp trên này luôn. Hoành thân là nó 42. 42 ha anh chị. Mình đo lúc ở trên này chứ một phân hai phân thì không nói nên nên gì ha. À, chứ đo dưới này thì nó hơi bự. Nhưng mà không, mình đo trên đi ha. Đó. Cây em bao cây đẹp nha.
quên nữa, chỉ mấy cái chỗ chạy cho cô chú anh chị ha, để nhiều khi anh chị về thấy mấy cái dấu chạy này thì anh chị phiền, cũng anh em không được vui ha. Mấy này là trên quá trình vận chuyển nha, quá trình vận chuyển nó bị tát mấy miếng da, nhưng mà mình có bôi keo cho anh chị rồi đó, hàng đẹp ha. Rồi Vĩnh em cho máy chạy lên cái nữa cho anh chị ha. Cây này là cây mã số F7, cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là giá là 6.200.000, 6.200.000 là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Giật cho nằm ở đây đi. Kệ đó, kệ không sao đâu, cái tưởng nó không sao. Rồi cây mã số F8. Thường thường người ta nói màu trắng thì người ta nói là trong trắng thì nó là trắng là ngọc trinh ha. Đó, bữa nay mình có con cây trắng ngọc trinh. Cây mã số F8 ha. Chuẩn phơm dù luôn anh chị ơi. Cực kỳ đẹp ha. Đó. Cây này anh em mình thấy ở ngoài nhìn phê lắm. Rồi nhìn im luôn. Cây này cây trắng ngọc trinh nha, mã số F8. Chiều cao cây này là tầm là 2m4. À, dây mình thức gửi tới đó, từ đó lên đó cũng 8-9 tấc gì nữa đó, là khoảng 2m4 trở lại. Em bao cây đặt nha, cây này không bọng không bể, hàng VIP. Rồi hoành thân vị trí này 57, để hết hồn ha. Đó, em bao cây đẹp nha, cây không có cái lỗi nào hết anh chị ơi. Rồi, cái thân của nó lắc rất mỹ miều ha, quá đẹp, đỉnh của chớp luôn. Chung mà cây giờ trong Nam giờ cái dáng này hết cây rồi anh chị ơi. Rồi nhìn cây. Rồi cây mã số F8 là cây trắng ngọc trinh. Cây này em xin giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa là giá là 12.500.000, em bao ship toàn quốc cho anh chị ha. Anh em cứ ở tại nhà alo có cây tới nhà cho anh chị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là em còn cây sari. À, cây sari này là cây cuối video. Cây này em đem về hổm gài trên dưới 2 tuần rồi nha. Bữa nay nó xịt chồi nó ra tược ok hết rồi ha anh chị. Những cái cây mặn trái như vậy nè thì bên em đem về em dâm ủ lại tỉnh rồi em mới giao lưu với anh chị. Bao hàng đẹp ha. Sari mình đó. Sari xưa đó. Cây này cây xưa nha anh chị. Trái chua, ngọt ngọt chua chua chứ không phải là sari Thái nha. Cây là liền lạc hết nha cô chú anh chị. Nói chung cũng gọi là hàng đẹp đó, đó. Rồi cái bây giờ em báo trước luôn đi ha. Cái chiều cao của cái cây này á là nó tầm là 3m. Đó, dây mình thức gửi tới đây. Thì cây này chiều cao khoảng 3m ha. Ở trên nó có một cái túp dù nó xè ra như vậy đó, là em có hạo rồi là nó được là 1m. Cái chùm dù ở trên nó xè ra được 1m. Cây là đẹp lắm nha anh chị. Cây không có một cái dấu hiệu là lũa ha bọng gì hết nha. Rồi hoành thân em đo tuốt ở trên này luôn đi. 77. Bao cho anh này anh chị đo lại. Nói chung một phân hai phân thì không nói nên lời nha cô chú anh chị. Quan trọng là chất lượng. Bao hàng đẹp nha cô chú anh chị. Cây này hổm gài em đem về là cỡ nửa tháng rồi đó. Em dâm ủ lại là xịt tược, xịt lá chân luôn à, phải ru luôn. Quá đẹp. Cổ kính lắm, cây này nhìn thấy nó ngầu, cực kỳ ngầu luôn. Nó lên gân, lên ruốc hết trơn. Đặc biệt là mình thương cái cây này, cái bể đế đẹp nha anh chị. Tại em ấm xe dừa nó vô nó vậy đó, chứ nói đó chung là đo hết ở dưới thì nó bự lắm ạ. Ở dưới nó lên tới 104 đặng anh em ơi. Đó. Mình tính cho anh em 100 cũng được đó. Thước đâu thì tính đó vậy đó. Cây này chủ nhà ta nói người ta trồng hồi năm 94 tới giờ 94. Lâu đời lắm. 30 năm. Ừ. Rồi cây mã số F9 là cây sari. Cây này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa là giá là 10.500.000,
10 triệu 500 là em bao ship toàn quốc ha. À, tất cả anh em ở Bắc Trung Nam là mình giao cây được hết. Dạ, cây mã số F9 là cũng cuối video, cuối chương trình. Cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị. Xin hẹn lại video sau.